Hi xin chào tất cả các bạn. những Ngũ Hoa Sen đã quay trở lại đây. Và hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục học ngữ pháp của N4 và trước khi vào mọi ngữ pháp mới, chúng ta cùng nhau xem qua một bức ảnh. Hay, cô qua rồi, các bạn nhìn vào cái bức ảnh này thì có gì đặc biệt các bạn? Đúng rồi ha, bạn này đang học tiếng Nhật AEUO ha các bạn ha. Thì cái mục đích của bạn nó để làm gì ta? Đúng rồi ha, để làm việc tại Nhật đúng không các bạn? Thì hôm nay chúng ta sẽ học một cái mẫu à, ngữ pháp của N 4 là để làm cái gì đó thì chúng ta sẽ làm cái gì ha các bạn ha. Rồi, chúng ta sẽ có một cái mẫu câu là Nihon de ni mainichi nihongo imasu 日本で働くために毎日日本語を勉強しています là gì các bạn? Ừ, để làm việc tại Nhật thì mỗi ngày tôi đều học tiếng Nhật ha các bạn ha. Rồi, rất là đơn giản đúng không các bạn? Rồi, để hiểu ở mẫu có chút này thì chúng ta để hiểu ở mẫu có chút ta thì chúng ta cùng nhau đi qua tìm hiểu nó ha. Rồi. Hay. Rồi thì chúng ta cái mẫu có chút này thì chúng ta cùng đi với là Jisoke về đưa cộng cho ta và về hài ha các bạn ha. Và nếu là danh từ thì chúng ta sẽ cộng cho no cộng cho tame danh từ no tame ni ýですか? rồi cái ý nghĩa của cái mẫu cấu trúc này là để thì ví dụ như hồi nãy mình có có ví dụ là ừ, để làm việc tại nhật thì mỗi ngày tôi đều học tiếng nhật là <laughs> nihonde hataraku tame ni mai ni o bengo mat đúng không các bạn Thôi, đây là câu ví dụ các bạn ha rồi thêm một câu ví dụ nữa để cho cũng có cho các bạn đó là sorai no tame chokin mat là để cho tương lai nên sao đang tiết kiệm tiền đúng không các bạn? Solai notameni, Joquintemus Ừ, Mình có một cái mục đích gì đó ha các bạn ha và để làm cái mục đích đó thì mình cố gắng làm một cái việc gì đó. Ví dụ như là để cho tương lai solai notameni, Joquintemus hay idesca. để hiểu ổn nữa thì chúng ta cùng nhau đi qua phần luyện tập. Sasukuden hey shimasou. À, trước khi vào phần luyện tập thì mình sẽ có một vài cái điều uh, lưu ý dành cho các bạn ha. Nếu mà trong trường hợp là gì, danh từ cộng cho nota ni thì nó mang hai ý nghĩa ha các bạn ha. Nếu là những danh từ chỉ sự việc thì mệnh đề này cũng thể hiện gì? Mục đích của nó ví dụ như là mình sẽ có ví dụ là miến thiết nota me ni tsu wo kaimasta. Miến thiết nota ni tsu wo kaimasta là gì để cho cuộc phỏng vấn nên là tôi đã mua bộ vest mới đúng không các bạn men no là mục đích mua bộ vest để làm gì các bạn đúng rồi ha để cho cái cuộc phỏng vấn đúng không các bạn men sexuno ta menis sutsuo kai masta rồi trường hợp thứ hai của danh từ no cộng cho ta thì là gì các bạn nếu là những danh từ này chỉ thiên tai thì mệnh đề này thể hiện nguyên nhân lý do hả các bạn ha thôi các bạn nhìn vào câu ví dụ là taifuno tameni okuremasta là thì cái câu này mình dịch là gì các bạn vì ha đúng không các bạn vì ha vì bảo nên sao máy bay bị trễ ha các bạn ha ni tameni hikokira okuremasta thì nếu cái này là, là là thiên tai đúng không các bạn thì đây là mệnh đề chỉ lý do hoặc nguyên nhân thì mình sẽ dịch là vì bảo nên máy bay bị trễ ha các bạn ha rồi rất là đơn giản đúng không các bạn các bạn nhớ chú ý lưu ý giùm mình cho mình trong hai cái trường hợp nếu mà dành từ cộng cho no thay mày ní các bạn ha thôi chúng ta cùng nhau đi qua phần luyện tập hay sasoku den shushimaso hay kono mày tự Rồi, thôi các bạn nhìn vào các bạn nữ này thì bạn nữ này đang muốn mở một cái shop của mình đúng không các bạn nên là bạn ấy đang như thế nào đúng rồi tiết kiệm tiền đúng không các bạn thì chúng ta sẽ có mẫu câu là jibun no mise o mochimas chokin steimas thì mochimas thì chúng ta sẽ chuyển sang thể từ điển thể về được thì chúng ta thể chuyển thành gì nào đúng rồi một sự rồi chúng ta sẽ có mẫu câu gì nữa các bạn Đúng rồi, chúng ta sẽ có một câu là: no một no có một cái tiệm của mình thì sao? Ừ, tiết kiệm tiền đúng không các bạn, đang tiết kiệm tiền. hay it Rất là đơn giản đúng không các bạn. Rồi thôi, chúng ta. Rồi các bạn nhìn vào cái bức tranh này thì các bạn nam này đang muốn gì ta? Đúng rồi, đang muốn có gì? Để cho có sức khỏe Đúng không các bạn, để cho có sức khỏe thì Anh ấy mỗi ngày như thế nào? Đúng rồi, đi bộ, chạy bộ đúng không các bạn? Rồi, thì chúng ta sẽ có mẫu câu gì nào? Đúng rồi ha, kengo Kengo, ở dưới thì chúng ta sẽ có mẫu câu là jogging joggingu shiteimasu Hay, là chạy bộ đúng không các bạn? Hay, kengo Thì kengo là gì các bạn? danh từ thì chúng ta sẽ cộng cho No, cộng cho ta ni Thì chúng ta sẽ có mẫu câu gì nào? Đúng rồi, hay, it is thì chúng ta sẽ mẫu câu là "Kengo no tame ni mainichi jogging shite imasu". はい、もう一度言ってください。"Kengo no tame ni mainichi jogging shite imasu". はい、いいですか?とりわけ、大丈夫ですか、皆さん?はい、次の練習をしましょう。おい、chúng ta nhìn vào cái bức tranh này ha. Thì cái đang như thế nào các bạn? Đúng rồi, đang mưa gió là nhiều đang bão đúng không các bạn? Nên là sao? Máy bay bị trễ ha. Thì chúng ta sẽ có cái mẫu câu là Ừ, tai phụ Hikoki ga okurimashita. Hikoki ga okurimashita là máy bay bị trễ ha các bạn ha. Thì tai phụ là bảo đúng không các bạn? Thì tai phụ là danh từ nhưng mà chỉ về gì các bạn? Thiên tai thì chúng ta sẽ dịch cái mẫu câu này là gì? Đúng rồi, vì bảo nên là máy bay bị trễ ha các bạn ha. Thì chúng ta sẽ có mẫu câu gì nào? Hay, chúng ta sẽ có mẫu câu là Tai phụ no tame ni hikoki ga okuremashita. Hay, mochi do yotte sai. 台風のために飛行機が遅れました. Hay ý hay ý nhé. Rất là đơn giản đúng không các bạn? Hồi nãy mình đã có chỉ cho các bạn là cái phần chú ý về à, nếu mà danh từ cộng cho no TAME ni, nếu là những danh từ chỉ thiên tai thì chúng ta sẽ dịch là vì chỉ nguyên nhân lý do các bạn ha. Hay tsugi no Rồi các bạn nhìn vào đây là một vụ tai nạn đúng không các bạn? Jiko. Hay thì sao các bạn cô xong rồi tai nạn xong rồi đường như thế nào các bạn đúng rồi bị kẹt bị tắc nghẽn ha các bạn ha thì cũng đây là cũng là một cái chỉ tai nạn thiên tai các bạn ha thì cũng là mình cũng dịch là vì tai nạn ha các bạn ha thôi chúng ta sẽ có một cái gì nào soi sne yeah. no con demas hay môi rồi <laughs> tiệc là no con là vì tai nạn nên là đường bị kẹt ha rất là đơn giản đúng không các bạn rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi uh, video ngày hôm nay. Và để củng cố cái mẫu cấu trúc này thì mình có để cái liên bài tập ở phía dưới cho các bạn luyện tập và củng cố thêm nữa. Và nếu bạn nào đạt được 100 điểm thì bạn đó sẽ được một điểm tích lũy. Và nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc gì các bạn hãy nhắn tin cho đội ngũ giáo viên của Nhân ngữ Hoa Sen. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này ngày hôm nay. Mata kondo onegaishimasu